Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là một kiện hàng được gửi từ Công ty Cổ phần Đầu tư AV Việt Nam, có địa chỉ, nguồn gốc, thông tin, số điện thoại liên hệ với tổng đài cực kỳ rõ ràng. Đấy. Người nhận này, anh Lộc này, Ân Thiêng Nghiên này. Đấy. Nhận hàng tại cầu Trương Xá, toàn thắng Kim Động Nghiên này. Là số điện thoại của em này. Ghi số này ăn mất tiền này. Ghi số này là số mất tiền, còn ghi số là 54.50.58 thì lại có tiền. Thế mới kinh như này. Ok, thì trước mặt các bác đây là một kiện hàng được gửi từ Công ty Cổ phần AV Việt Nam. Đây là một cục đẩy công suất với một công suất tải ra loa khá là xuân yêu thương, nhưng dòng tải thực tế nó khá là kinh hồn bạt vía. Thì bây giờ em sẽ unbox ra, mời các bác cùng xem là cái sản phẩm này nó như thế nào mà được em quảng cáo hoành tráng vậy, đúng không ạ? Đấy nhá. Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng bởi Công ty Cổ phần Đầu tư AV Việt Nam. Đọc mà hơi sai cái là công ty cũng bắt lỗi ngay. Nên là cũng phải giới thiệu tương đối chính xác các bác ạ. Với số điện thoại là thôi không kể nữa. Số của tổng đài viên cũng kiêng luôn là số của sếp, nên là thôi em không kể đâu. Model sản phẩm là CAF FA72F. Đây là một sản phẩm cục đẩy công suất, có mức công suất tải ra rất là khủng. Tải 8 ohm thì nó bình thường thôi, nhưng tải 4 ohm nó mới là khiếp. Đấy. Và nếu mà các bác mà chơi theo kiểu là dồn hai kênh là một, đánh tải tức là đánh chập cầu dồn cầu đi, tải 4 ohm của nó là peak là 7200W, 4 ohm 7200W, nên là các bác đánh thoải mái. Con này thì nói chung là nếu như các bác mà làm live show sự kiện tiệc cưới mà định mua chiếc cục đẩy này về để đánh nai dây hoặc đánh xúc kép thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo. Với công suất thực tải có thể tải được 2 ohm, một trong những cái điểm hay mà rất nhiều cục đẩy phải ao ước và chờ mong, tải được 2 ohm không phải chuyện đùa đâu các bác ạ. Tải 2 ohm nó rất là khiếp. Thì đây là một video unbox trực tiếp tại sân vườn để các bác cùng xem được không ạ? Đấy. Ui giời, nó sáng quá. Mở cái nắp này ra thấy là một cái rực rỡ luôn. Đây các bác nhá. Hàng nhập khẩu từ nước ngoài mang về, nó có một tấm xốp này rất là trắng tinh khôi, trắng gì nhỉ? Trắng gì mà sáng thế? Ngày xưa nó có cái quảng cáo của bột giặt gì trắng gì mà sáng thế. Trong đây là có các thông tin đi theo, nó là một phiếu bảo hành sản phẩm. Có mã QR code của công ty luôn. Trong đây thì em không bảo nữa. Đây là quyển Katano hướng dẫn sử dụng và kiêng luôn cả phiếu bảo hành bằng tiếng Anh và tiếng tiếng không biết có tiếng Việt không. Kính mong các sếp là nên cho phụ đề nội địa hóa đi, chứ còn tiếng Anh này nhiều người bây giờ là cũng thịnh hành tiếng Tây rồi. Thì trong model sản phẩm chúng ta có FA12F, 16F, 18F, 36F và 72F. Thì chúng ta sẽ nhảy một phát đến luôn cái đoạn cuối và lần ngược lại một tí các bác nhé, để xem luôn là thông số trên giấy tờ đây. Thông số của chiếc FA72F đây các bác ạ. 1200W, 8 ohm, 4 ohm là 1850W, cell nha. Đấy. Và tải được 2 ohm ở đây họ không ghi nhỉ, còn ghi ký hiệu ohm thôi. Đấy. Thế như đây là bản thiếu sao chưa cập nhật. Tí nữa em sẽ vào website em in ra giấy cho các bác xem, hoặc là em sẽ cho thông tin cho các bác xem. Nhưng chừng đi nhảy thì hơi mất điểm tí. Thông tin trên tờ giấy chưa được cập nhật. Giới thiệu các bác đây, mà cái gói này rất là hay này. Gói này là chuyên gia hút những cái ẩm mốc. Đây gọi là gói hút ẩm. Không được ăn. Donut S. Không được ăn. Gói hút ẩm nha. Đó. Đây là sản phẩm cục đẩy. Thì bây giờ em sẽ bê sản phẩm này ra, bỏ ra ngoài, quay cho các bác xem. Đấy. Ui xô, nhìn cái dây nguồn thấy kinh này. Kinh hồn bản vía cái dây nguồn này. Đấy nhá. Sản phẩm nhập khẩu chính hãng tại Công ty Cổ phần AV Việt Nam. Không đinh đinh liên thuyền nữa, bây giờ em sẽ bế hẳn cục đẩy này ra, quay review với toàn thể các bác. Kính mời các bác cùng xem. Với mức giá dưới 20 triệu, thế thôi, em không nói nhiều đâu. Dưới 20 triệu, 19.999.000 cũng là dưới 20 triệu. Mà 1 triệu cũng là dưới 20 triệu. Đọc cái giá này cho anh em đỡ bắt bẻ nhá. Đấy, bán hàng nó cứ thẳng thừng thế cho nó
nó dễ nói, chứ không nhiều các bác cứ bắt bẻ quá. Thế em ơi bao tiền, dưới 20 triệu, dưới bao nhiêu, dưới 20 triệu bao nhiêu gọi trực tiếp em báo giá. Em không báo giá công khai, em chỉ biết là dưới 20 triệu, cửa hàng em nhỏ bé thì em dưới 20 triệu. Còn cửa hàng em to và đăng ký chi nhánh rồi là ký giấy tờ thì phải đúng giá niêm yết, 22 triệu giá niêm yết. Em bán 21 triệu 500 là công ty mắng em rồi. Đấy đúng không ạ? Ok, bây giờ sẽ mở ra, mời các bác cùng xem nha. Các bác nhìn thấy mặt cục đẩy của em không? Thì trước em cũng có review ở trên kênh của em rồi. Thì nhưng hôm nay chính thức là mất tiền mua về, mất tiền mua mâm nhưng không được đâm thủng. Đấy, hoành tráng đến mức ý cơ. Đây, tem bảo hành của công ty nhá. Đấy, tem trên nóc này, tem bảo hành này, và tem bảo hành của đại lý bên thôi, không kể nữa. Đấy, đây là phần mặt sau này các bác xem này. Có hai cổng output nhá, trên dưới. Ví dụ các bác mà đánh thì em khuyên các bác có như thế này thôi. À đây có thêm cả lỗ cắm dây tiếp đất này, hay nhỉ. Chọc phát là xong này, hay nhỉ. Đấy. Các bác mà đánh theo kiểu là 8 ôm. Đánh ví dụ như mà các bác mà gọi là có một con loa rất khủng đi. Ví dụ các bác có một chiếc xúc đơn, ví dụ như là 32 inch đi. Ví dụ như là nó pin của nó là 3600W đi. Đấy. Ví dụ công suất hết cỡ của cái loa 32 inch là 3600. Các bác chơi cho em như này, đánh xúc đâu, một đẩy đánh một loa. Các bác cắm input kênh A, gạt về chế độ dry, dồn kênh, gạt sensitivity phù hợp với tín hiệu ra của cục đẩy, gạt về GND để tiếp đất. Các bác chơi theo kiểu là đánh dồn kênh, cọc dương của kênh A nó sẽ vào dương của loa, cọc dương của kênh B nó sẽ vào âm của loa. Và vặn volume lên, chỉ vặn mỗi kênh A thôi. Vặn mỗi kênh A thôi. Đấy, các bác vặn lên đèn nó hơi hơi chớp chớp tuần níp nha. Một lúc sau cái loa 32 inch mà 3600W nó sẽ khói, ví dụ thế. Đúng không ạ? Ở đây là một cái dòng cục đẩy mà em đánh giá rất là cao, có thể tải được 2 ohm. Và nếu như các bác chơi theo kiểu là dồn hai kênh là một, tức là đánh bright, thì các bác có thể tải được 4 ohm ở 7200W peak, tương đương với công suất tiêu thụ trên 8000W. Các bác nhìn cái danh nguồn là biết rồi, nhìn cái này là biết rồi. Công suất tiêu thụ với công suất đầu ra nó chênh lệch nhau vài trăm watt, được chưa? Mạch sử dụng là mạch công suất Class H Pawnee, và không phải là sò tô bình thường, mà sò bên trong là sò gì đó mà hôm nay em xem em quên mất tên rồi. Các bác thông cảm, bởi vì nhiều việc quá, nhiều cái vấn đề phải giải quyết và nhiều cái hàng phải bán, nên là cũng không thể nào nhớ 100% được. Hôm nay lắm rồi em có xem rồi. Đấy, nhưng mà đến bây giờ thì không nhớ, tí nữa phải xem lại thông tin thôi. Đấy, các bác nhá. Thì đây là một cục đẩy xe FA72F, A72F, không phải 7200, FA72F Professional Pawnee. Đấy. Con này thì trọng lượng là ui dồi ôi, 38kg, em thấy ghi ở trên thùng bìa kìa. Đấy, trọng lượng là 38kg. Đấy. Cái loại này các bác mà đánh nai A-Zay nhá. Các bác đánh cái nai array, đánh một quận này nó quật được 8 cái nai array đôi 30, cái loại 16 ôm một chiếc, 8 loa một kênh. Đấy, 8 loa một kênh, khủng bố chưa, 16 loa một con này, quật 2 ôm 16 loa, dây đôi 30. Đấy, khủng bố chưa. Đấy, thế mà gọi là đẩy chứ. Còn nếu như con này các bác chơi súp thì em tự tin cho các bác là các bác có thể đánh thoải mái, đánh tẹt ga. Đấy, nếu như các bác tải cell 2 ohm, tải 8 ohm nhé, tức là một bên này một con loa 8 ohm, bên này một con loa 8 ohm với công suất tầm 3-4000W một kênh thì đánh là bình thường. Còn các bác chơi theo kiểu dồn hai kênh là một, chập cầu dry, thì tải 4 ohm của nó sẽ là 7200, 8 ohm của nó là 3600. Đấy. Ví dụ các bác có một đôi xúc đơn 50. Ví dụ như là từ 28 của 125 nốt đi, cho nó đồng bộ đúng không? Thì một con này nó quật thậm chí có khi khói của loa 7200 ở 4 ohm. Thì bây giờ một con loa là 8 ohm, hai con loa đấu song song thì là 4 ohm. Đấy, các bác mà quật một con đẩy này quật hết cỡ là 7200 này, một là cháy dây loa, hai là mất điện, ba là khét mù loa. Đấy, đẩy thì em tự tin bảo hành cho các bác là lỗi đổi một trong vòng 6 tháng, bảo hành 1 năm cho các bác, bảo hành 1 năm nha. Đổi mới nếu có lỗi trong vòng 6 tháng, được chưa? Hoành tráng thế mà. Đây.
xe F Professional Show FA72F Professional Howl Omni đẳng cấp. Các bác có thể check mã QR code tại đây để vào trực tiếp website. Đấy, có hai mã check luôn, và đây là tem bảo hành điện tử. Cái này thì em có cào nhưng mà thôi không cào nữa. Bao giờ có khách lấy thì em sẽ làm thủ tục bảo hành cho khách. Đấy. Hàng new full box nhá, mới full hộp. Đấy, tem bảo hành của công ty đại lý bên Trung Quốc này. Đấy. Rất là khủng bố đại ca đại tàu. Còn này các bác mà chơi mà còn kêu là em ơi con đẩy này yếu thì em chả biết là cái loa của các bác là loa gì. Khi cái đèn clip này nó hơi chớp chớp là một lúc sau là loa nó khói. Bởi vì clip là đạt đỉnh điểm của công suất của cục đẩy. Ví dụ 8 ohm mà hơi chớp clip thì nó ra đủ 1200W. Đấy. Ok không ạ? Rồi, các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp với em nhé, qua số điện thoại dưới phần mô tả. Và tiện đây thì em cũng vào luôn website của hãng để check luôn thông tin của cái cục đẩy này. Thông số thì các bác chờ em một chút đây. Đây thì em đang vào trực tiếp luôn website của hãng trên chiếc iPhone 6S. Nghe là các bác có mắng có chê thì cũng tùy. Đấy. Các bác vào website của AV Việt Nam, các bác tìm là 72 F tìm xem nó có ra. Số điện thoại nhá. Đây. Có giá luôn cơ. Vào đây chúng ta thấy luôn cả giá, một cái mức giá thôi không kể nữa. Đây là máy móc nội thất bên trong của cục đẩy này, các bác xem đây. FA72F. Với công suất các bác nhìn ở trên website này. Đây. 8 ohm 1200, 4 ohm 1800, 2 ohm 2007. 2 ohm 2007 nhá. Và dồn hai kênh 8 ohm là 3600, dồn hai kênh 4 ohm 7200. Đấy. Rất là khủng bố đại ca đại tẩu. Đấy, thế là đúng như quảng cáo nhá. Có một cái là thông số thì lắm khi em không nhớ thôi, các bác thông cảm một cái. Nhiều việc, nhớ làm sao hết. Đấy, các bác nào quan tâm hẹn trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác trong clip lần sau.